Vụ Vạn Thịnh Phát, Bộ Công an đã làm từ 4 đến 5 năm nay. Huy động nguồn lực từ xã hội của tập đoàn Vạn Thịnh Phát qua kênh tín dụng, trái phiếu doanh nghiệp là rất lớn, nhưng sản xuất kinh doanh của tập đoàn này rất hạn chế. Theo Bộ trưởng Tô Lâm, lời của Bộ Công an Tô Lâm tại buổi gặp mặt chúc Tết cán bộ cấp cao của lực lượng công an nhân dân đã nghỉ hưu ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh dịp chuẩn bị chào đón năm mới Quý Mão năm 2023 diễn ra vào ngày 10 tháng 1 cho biết, vụ việc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát đã được công an thành phố Hồ Chí Minh và Bộ Công an vào cuộc từ 4 đến 5 năm trước. Khi triệt phá vụ án này, Bộ Công an đã xem xét nhiều khía cạnh và phải tính toán đến cả phương án phối hợp xử lý ảnh hưởng đến thị trường tài chính tệ. Từ vụ việc này đến nay, mọi vấn đề đã được kiểm soát tích cực. Hàng ngày, lực lượng công an vẫn phải có đánh giá về diễn biến thị trường, Bộ trưởng Bộ Công an thông tin. Theo Đại tướng Tô Lâm, huy động nguồn lực từ xã hội của tập đoàn Vạn Thịnh Phát qua kênh tín dụng, trái phiếu của doanh nghiệp là rất lớn, nhưng sản xuất, kinh doanh của tập đoàn này rất hạn chế. Đó, chính phủ đã hai lần thực hiện tái cơ cấu đối với tổ chức tín dụng liên quan đến hệ sinh thái của tập đoàn này, nhưng bất thành. Tường thuật trên của tờ này cho biết một thông tin đáng chú ý nữa. Công an đã nhiều lần đề xuất đưa tổ chức tín dụng vào diện kiểm soát đặc biệt. Mỗi lần như vậy, hệ thống tài chính, tài sản của tập đoàn này càng phình ra. Trong đó, tổ chức tín dụng liên quan càng có doanh số huy động lớn. Ngoài vụ việc của tập đoàn Vạn Thịnh Phát, tại buổi gặp mặt, Bộ trưởng Tô Lâm cũng nhắc tới hai vụ án kinh tế khác liên quan đến tập đoàn FLC và tập đoàn Tân Hoàng Minh. Theo Bộ trưởng, thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn hiệu quả cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và phát triển kinh tế. Nhưng trong thời điểm cả nước gồng mình chống dịch, một chỉ số nào về kinh tế tăng thì chứng khoán lại tăng rất mạnh. Việc xử lý vụ án liên quan đến tập đoàn FLC là bài học cảnh tỉnh đối với những ai đang còn muốn lợi dụng thị trường chứng khoán vào các mục đích sai trái. Tự việc khởi tố vụ án xảy ra tại tập đoàn Tân Hoàng Minh nhằm ngăn chặn sai phạm, cảnh tỉnh để doanh nghiệp làm đúng với quy định của thị trường trái phiếu doanh nghiệp là một vụ để cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực. Đại tướng Tô Lâm nêu rõ phương châm của Bộ Công an khi tiến hành xử lý các vụ án kinh tế nổi cộm